Trước khi Lionel Messi chính thức khoác áo Inter Miami, đội bóng này chưa bao giờ là một thế lực đáng gờm tại MLS cả. Được thành lập vào năm 2018, Inter Miami là một cái tên khá mới mẻ trong làng bóng đá Mỹ, với chủ sở hữu nổi tiếng là David Beckham, nhưng không nhiều thành tựu nổi bật. Đội bóng không có một lịch sử hào hùng, cũng chẳng có một danh sách cầu thủ nổi tiếng nào để tạo dựng chỗ đứng vững chắc cả. Mặc dù có sự hậu thuẫn từ người hâm mộ địa phương, nhưng thành tích nghèo nàn khiến việc tin tưởng vào tương lai rạng ngời của đội trở nên khó khăn. Trong mắt của nhiều người, Inter Miami chỉ là một trong số nhiều đội bóng mới nổi tại MLS vẫn đang loay hoay tìm kiếm bản sắc riêng. Và tại nước Mỹ, một thị trường tiềm năng như thế mà không gặt hái được, The Heron cần một đấng cứu thế, một người như là Lionel Messi chẳng hạn. Một cách đầy bất ngờ, mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng kể từ khi Messi đặt chân đến đây vào mùa hè năm 2023. Messi, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, đã mang theo kỹ năng cá nhân thiên tài, tinh thần chiến đấu bền bỉ và khả năng truyền cảm hứng tuyệt vời. Sự xuất hiện của anh tại Inter Miami giúp cho đội bóng này thăng hoa trên sân cỏ và biến Inter Miami thành tâm điểm của sự chú ý toàn cầu. Số lượng khán giả, giá trị đội bóng và chắc chắn là cả những kỷ lục, những danh hiệu, Messi có ngán cái gì đâu. Chỉ trong một thời gian ngắn, Messi đã hoàn toàn thay đổi bộ mặt của đội bóng này. Các trận đấu của Inter Miami từ chỗ ít được chú ý đã nhanh chóng trở thành những sự kiện bóng đá được chờ đợi nhất tại Mỹ và trên toàn thế giới. Ra đường phố Miami, người ta nhắc đến Messi, đâu đâu cũng là Messi, và từ hiện tượng, hiệu ứng, anh trở thành biểu tượng và chắc chắn là sau trận đấu gần nhất, Messi là huyền thoại bóng đá của thành phố này. Messi đưa Inter Miami trở thành một đội bóng cạnh tranh thống trị giải đấu từ khi khoác áo cách đây hơn một năm tới nay. Vừa qua, điều mà không ai ngờ tới đã trở thành hiện thực khi Inter Miami phá kỷ lục về số điểm cao nhất trong một mùa giải MLS với 74 điểm sau 34 trận. Cột mốc này đã vượt qua kỷ lục cũ của New England Revolution 73 điểm năm 2021. Và điều đáng kinh ngạc là chính cú hat-trick của Messi trong trận thắng 6-2 trước chính đối thủ New England đã giúp đội đạt được thành tích này. Liệu nước Anh mới có tâm phục khẩu phục tại Chase Stadium? Không cần phải hỏi họ nữa đâu. Trận đấu vừa rồi là minh chứng rõ rệt nhất cho tài năng thiên bẩm của Messi và sức ảnh hưởng của anh đối với đội bóng này. Chỉ một phút sau khi vào sân, Messi đã hỗ trợ cho người đồng đội Benjamin Kremaski để giúp Inter Miami vượt lên dẫn trước lần đầu tiên trong trận đấu. Và từ giây phút đó, Messi bắt đầu kiểm soát hoàn toàn thế trận. Anh trở thành trung tâm của mọi đợt tấn công, điều khiển nhịp độ trận đấu và ghi 3 bàn thắng chỉ trong vòng có 11 phút. Đây là cú hat-trick đầu tiên của Messi cho Inter Miami và cũng là khoảnh khắc đánh dấu anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử của câu lạc bộ với 33 pha lập công chỉ sau một mùa giải. Đó là một thành tích đáng kinh ngạc, ngay cả đối với một cầu thủ đã quen với những kỳ tích như Leo. Mỗi bàn thắng của Messi đều mang đậm dấu ấn cá nhân, từ những pha xử lý bóng tinh tế cho đến những cú dứt điểm đầy quyết đoán. Bàn đầu tiên của Messi đến từ một pha kiến tạo đánh gót cực kỳ tinh tế của Luis Suarez, một đồng đội cũ tại Barcelona. Và trong tư thế vẫn đang bị kèm, Leo tung ra cú dứt điểm chéo góc không thể cản phá. Bàn thứ hai là kết quả của một đường truyền hoàn hảo từ Jordi Alba, một đường chạy cắt mặt và bùm. Cuối cùng, cú hat-trick hoàn hảo được hoàn thành bằng một cú vô lê đẳng cấp sau đường truyền của Suarez, một tình huống mà các cầu thủ Inter Miami như nhảy múa trước đối phương, tha hồ tung hứng biểu diễn quá kỹ nghệ. Những khoảnh khắc đó tiếp tục chứng minh tài năng của Messi và cho thấy mối liên kết mạnh mẽ giữa anh cùng với các đồng đội. Luis Suarez cũng xứng đáng được nhắc đến với phong độ ấn tượng trong suốt mùa giải. Mặc dù đã 37 tuổi, anh vẫn ghi được 20 bàn thắng trong 27 trận, đóng góp quan trọng vào thành công của Inter Miami. Đặc biệt trong giai đoạn mà Leo vắng mặt vì chấn thương, Suarez là một cầu thủ ghi bàn giỏi, là một người bạn đồng hành lý tưởng của Messi. Cả hai đã cùng nhau tạo nên một cặp đôi tấn công chết chóc. Sự kết hợp của họ cũng giúp cho đội bóng lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước 2-0 trong trận đấu với New England để củng cố vị thế của Miami là một ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu MLS Cup mùa giải năm nay. Sau trận đấu, người hâm mộ và cả các lãnh đạo bóng đá cũng đã không tiếc lời ca ngợi Messi và Inter Miami. David Beckham, người đồng sở hữu đội bóng đã xúc động chia sẻ. Đội trưởng của chúng tôi đã dẫn dắt chúng tôi, các cầu thủ đã dẫn dắt chúng tôi trong những thời điểm khó khăn. Nhưng bây giờ, tối nay, chúng tôi ăn mừng. Ngày mai, chúng tôi chuẩn bị cho thứ 6 và vòng loại trực tiếp. Những lời của Beckham thể hiện niềm tự hào về đội bóng, về sự gắn kết mạnh mẽ giữa câu lạc bộ và người hâm mộ. Chính tinh thần đồng đội, cộng với tài năng của Messi, đã biến mùa giải năm nay thành một cuộc hành trình kỳ diệu.
Huấn luyện viên Gerardo Tata Martino, người từng làm việc với Messi trong màu áo đội tuyển Argentina, cũng bày tỏ sự thán phục trước sự hồi phục và màn trình diễn đỉnh cao của anh sau chấn thương. Martino nhấn mạnh rằng quá trình hồi phục của Messi đã được thực hiện một cách cẩn thận và sự trở lại mạnh mẽ của anh trong các trận đấu gần đây đã giúp đội bóng vươn tới những chiến thắng ấn tượng. Tôi nghĩ rằng trận đấu với Columbus rất quan trọng, đặc biệt là hiệp 2. Với Leo tham gia rất nhiều vào những gì đã xảy ra trong trận đấu đó, Martino chia sẻ, nhấn mạnh tầm quan trọng của Messi trong mọi thành công gần đây của đội. Không dừng lại ở MLS, thành công của Inter Miami còn mang tầm quốc tế. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã chính thức tuyên bố rằng Inter Miami sẽ tham dự FIFA Club World Cup vào năm 2025, một cột mốc nữa đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của câu lạc bộ này. Một giải đấu được định hình là sàn diễn của những đội bóng mạnh nhất địa cầu hội tụ. Tin được không khi nó gọi tên Inter Miami đây? Việc được tham gia giải đấu này là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của cả đội bóng trong suốt mùa giải và càng củng cố vị thế của Inter Miami trên trường quốc tế. Với cú hat-trick của Messi và những màn trình diễn xuất sắc của các cầu thủ khác như Suarez, Jordi Alba và Benjamin Kremaski, không ngạc nhiên khi Inter Miami đã giành được danh hiệu Supporter Shield 2024, một giải thưởng dành cho đội bóng có thành tích xuất sắc nhất trong mùa giải thường niên của MLS. Đây là danh hiệu MLS đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ và cũng là minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi kỳ diệu mà Messi mang lại. Sau trận đấu, Jorge Mas, một trong những người đồng sở hữu Inter Miami, đã nói với người hâm mộ rằng đêm nay là của các bạn, những người hâm mộ tuyệt vời nhất trên trái đất. Lời nói của ông đã phản ánh tình yêu mãnh liệt của người hâm mộ dành cho đội bóng và niềm tin rằng với Messi trong đội hình, Inter Miami sẽ còn tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Họ là những người vẫn nán lại, vẫn tiếp tục ủng hộ đội bóng trong giai đoạn mà Messi vắng mặt và ngay cả khi đội bóng phải nhận những bàn thua từ sớm nữa. Một thành tựu xứng đáng trong ngày thi đấu hôm nay, từ thủ môn Drake Callender đến hàng phòng ngự do Jordi Alba dẫn dắt, tất cả đã góp phần tạo nên mùa giải tuyệt vời nhất trong lịch sử câu lạc bộ, trong 90 phút đáng nhớ nhất cả mùa giải. Đây là một hành trình về sự chuyển mình, những bước tiến và là minh chứng rõ ràng cho việc một cầu thủ vĩ đại có thể tạo ra sự thay đổi lớn lao đến mức nào. Inter Miami, từ một đội bóng không mấy tên tuổi đã trở thành ứng cử viên nặng ký cho mọi giải thưởng lớn và điều đó có phần đóng góp cực kỳ lớn của Messi. Và có lẽ là dù bến đỗ tiếp theo của anh có phải nơi nào trừ nước Pháp thù địch, thành công hẳn nhiên sẽ đến khi mà GOAT đã tự unlock bản thân mình trong 3 năm đáng ra phải là sóng gió vừa qua. Mùa giải này chắc chắn là mùa giải vĩ đại nhất trong lịch sử của Inter Miami. Người dân thành phố Miami đã chứng kiến những khoảnh khắc không thể nào quên và câu lạc bộ đã ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Mỹ. Những gì mà Messi và các đồng đội đã làm khiến cho người hâm mộ của đội bóng tự hào, khiến cho cả thế giới bóng đá ngưỡng mộ. Đây sẽ mãi mãi là một mùa giải lịch sử mà người hâm mộ The Heron sẽ luôn nhắc đến. Một mùa giải đã được viết nên bởi những bàn thắng, những nỗ lực và sự vĩ đại của thánh thần Lionel Messi.